Thưa quý vị, thời gian qua, tuyến đường DT-769 đoạn qua địa bàn xã Lộc An, Bình Sơn của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông chở đất đắp nền phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Lưu lượng xe tải nhiều, chạy với tốc độ cao không chỉ gây mất an toàn giao thông, mà các loại đất đá rơi vãi khiến đường xá bụi bặm, đã ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống hai bên tuyến đường. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Có mặt tại đường DT-769, phóng viên ghi nhận có hàng trăm xe tải cỡ lớn nối đuôi chở đất cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các xe tải này khi lưu thông trên tuyến đường DT-769 chạy với tốc độ nhanh, không giảm tốc độ khi vào khu vực đông dân cư, chợ, trường học và bấm còi inh ỏi. Mỗi lần xe chạy qua, họ phải nép hẳn vào lề đường, không dám đi vì sợ. Tình trạng này khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng đến an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh di chuyển trên đường. Đường đây xe từ ngày mà sân bay có xe tải xe khách nhiều chạy nhiều lắm, nhưng mà nó chạy với tốc độ qua chợ nó chạy chậm làm gì nhanh lắm, rất là nguy hiểm cho người đi đường với học trò qua đường, rất là khó khăn, mỗi lần qua phải đợi 50 phút qua được. Hàng ngày thì cái lượng xe nó đi qua đây rất là nhiều, cả hàng dài trăm chiếc, và đồng thời là tốc độ nó chạy là 50-60 km/h, và đồng thời rất là nguy hiểm, và người ở đây rất là đông. Hiện bây giờ công nhân của sân bay là rất là nhiều, tới mấy ngàn công nhân, và đồng thời xe chạy rất là nguy hiểm. Không chỉ gây mất an toàn giao thông, tình trạng xe tải chở đất đá phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành còn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường không khí. Khi trời mưa, bánh xe tải từ dự án chạy trên đường bám bùn đất gây sình lầy trơn trượt, còn khi trời nắng, sau mỗi lần tưới khoảng 1 giờ, đường khô bụi sẽ trở lại. Cái lượng xe tải nặng và đi rất là nhiều, nó sẽ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới cái hạ tầng đường giao thông của địa phương. Mùa mưa thì cái lượng xe mà trong công trình chạy ra thì không có rửa bánh, cho nên là dẫn đến là đem đất ra ngoài đường, mà mưa thì nó trơn trượt và mùa nắng thì bụi, cho nên là gây mất an toàn giao thông. Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã làm các tuyến đường chuyên dụng để phục vụ cho việc triển khai xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, các xe tải nặng vì lý do nào đó đã không sử dụng các tuyến chuyên dụng này. Ngoài tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, việc các xe tải nặng lưu thông trên tuyến đường DT-769 còn làm cho nhiều tuyến đường gãy sập, xuống cấp. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn đã có kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện, đơn vị quản lý để kiểm tra giám sát xử lý các tài xế vi phạm. Kiến nghị các cấp chức năng, cơ quan chức năng, xem xét là phân luồng, rồi là để cho các cái xe tải nặng này người ta vận chuyển cái vật liệu xây dựng cho cảng hàng không đi vào cái hướng tuyến T1, là dự án là tuyến đường vào trong dự án cảng hàng không, để nó giảm tải cho cái lưu lượng xe của tuyến đường 769, tránh gây mất an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng xe tải lưu thông làm mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ô nhiễm, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.